Chúng tôi cho mấy giải hỏi thì cái cô này bị bệnh gì chú, rồi mình đang trị nghe cái liệu trình như thế nào chứ. Cái bệnh này, cái tội không tu, bởi vì cụ quyền quả. Cho nên bữa nay nhân viên gặp được tôi để nhắc nhở về để gắn tu nha. Dạ. Gắn niệm Phật quyết liệt nha. Dạ. À. À, bây giờ thì hiện giờ thì dẫn cái vị này lên cái cụ quyền trong hội ha chú, đặt cúng kiến ha chú. Đây. Mấy cái bệnh này bác sĩ bó tay rồi. À, chị ơi, mình đi bệnh sao chị? Mình mệt hay là sao chị? Chị có thể mình nhìn lên nữa cho tôi, chị chia sẻ với bà con chị. Chị hay bị nặng đầu. Nặng đầu, dạ. Như muốn mệt mệt không không. Dạ. À, ban đầu thì chị dễ chứ cũng lên. Mới đầu tiên dễ chứ cũng lên xong thì từ từ. À, một cái chân, một cái tay. Về về kêu ông xã gắn bóp vậy nè nha. Dạ. Bóp thường xuyên hoài đặng cho nó thông cái mạch máu lại với nó giãn mấy cái gân này ra rồi. Rồi mai mốt về chạy lên tôi lấy thuốc về uống hai lần là hết rồi. Dạ. Bóp thường thường vậy nè, đặng cho nó giãn gân với nó thông cái mạch máu nè. Mẹ đẻ mới à. Nãy kiếm bị về cái gì con qua con niệm Phật chị ơi, gán về niệm Phật cho chị. Bởi vì cái thời đại hôm nay đó là đã tới cái ngày tận diệt rồi, báo cho bà con mình biết. Lại tu thì cũng bị trả quả mà không tu cũng bị nữa. Cái nào cũng bị trơn. Cái người tu thì bị chê bai. Lời ăn tiếng nói. Còn người không tu thì bị bệnh. À, nơi đây là mình đang ở Củ Quyền Sâm Họ hả chú? Đây. Tự nhiên sáng đi cái tự nhiên chơi chân cũng là tại bà con mình không có biết. Củ quyền mình ngồi đây nè, trông dòm xuống dưới coi con cháu có tu không, coi có lên đây thăm không. Lên đây thăm là củ quyền mừng dữ lắm, về ráng tu. Còn cái này có người cái chết chưa lên được tới trên này nữa, có ngày lo làm giàu không à. Như cái đoàn em là đi có 5 vị mạnh thường quân đi theo cái đó chị, là mà hứa đi rồi đang lên giải giải nghiệp, cái cuối cùng đi không được đó chị, không phải muốn đi là đi thôi. Hứa 7 ngày luôn chị, mà tới bữa ngày thứ 6 là hồi. Bởi vì Đức Thầy có nói là đứa thiện căn á, Phật dắt về non, có thiện căn mới được về đây. Kẻ ngỗ nghịch một mai đứt cổ. Tới ngày thầy trên đời cao gọi các linh hồn về, lúc đó ai không tu là đứt cổ trên. Phải chuyện dẫn đâu. Vậy là lúc mà chưa có đi ở nhà đó thì mình vẫn đi đứng bình thường hả chị? Đi bình thường à. Không hỏi đó. Tự động cái đi cái là đi lên tới đây là gì luôn hả chị? Hay là bị từ lúc ở nhà? Ở nhà. Dạ, ngộ ha. À, chắc em nghĩ chắc không sao đâu chị ơi. Sao đâu với... chị cố gắng niệm Phật đi là hết rồi, chị không sao đâu chứ. Xếp cái bị lên giùm ngay. Cái bị
Vậy kêu ông xã bóp thường thường như vậy nè, cho nó thông mạch lại nha. Dạ. Nó giãn mấy cái gân này nha. Em được gần chú Tư cũng rất là lâu thì em thấy hình như là thời gian gần đây đó là khoảng chừng 3-4 tháng cuối gần đây đó là của năm dần đó là người ta đem những cái căn bệnh mà lạ kỳ được cho chú Tư không? Bệnh mà lỡ mà em gặp không biết cái gì xảy ra luôn. Bệnh là kể như ế độ không đó? Còn đỡ nha, mình còn thấy bệnh này kia mình có cái liều lượng biết bệnh đó bệnh gì, còn sau này là không biết bệnh gì, chữ gì đã tan cái nghiệp cho bệnh gì luôn. Đi làm cái nghiệp bệnh ha. Đúng rồi, rủi ôm đau bởi tại căn tiền hoặc kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước tiền tạo tác, lo thuốc thang được phẩm giái Phật trời, rồi nguyện sửa lòng ác Phật giúp trời, mới xuống phước rộng từ bi hỷ xã, đấng thần minh công bình mới chặt dạ, đâu ăn lo để quả làm ai. Cho nên mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy là cơ báo ứng, đã biết khăn còn ton chứa đựng quả bất lành chưa trải dây thêm. Thì bây giờ mình ráng mình là biết cái lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày không phải. Mình tin sâu vô cái chỗ là Phật trời rồi cầu nguyện đó thiên liên ban bố phước lành cho nhà. Ở nhà mình là đạo gì chị? Phật giáo Hòa Hảo. Hòa Hảo cũng giống như em chứ tôi cũng Hảo. Tháo vậy ra dùm chị. Giờ này làm như sưng hay vậy? Đọc giấc ra cho chú bóp đi chị. Dạ, tại con làm như sưng hay bữa con có nước con dở. Tại người ta quán mình là sưng. Con có sức thuốc. Sưng này chứ nó nè. Dạ. Mấy cái gân xanh này nè là do nơi bị tắc nghẽn mạch máu, cho nên mình bóp như vậy đây thường thường hoài là cái bàn giò dưới này nó ấm lại để hỏi lạnh ngắt nè. Dạ. Vì máu nó không có lưu thông được, lạnh ngắt như này nè. Mình ở nhà mình có cúng lại ăn chay không chị? Chị có ăn chay lúc còn khỏe thì cũng có lại, nhưng mà do làm nó có khi bỏ. Dạ, dạ. Không có thường xuyên lắm. Dạ. Mà lúc có ăn chay 4 ngày hay lại chay trường chị? Ăn chay 4 ngày. Dạ, ăn chay. Lâu lâu quá thì có khi lâu lâu ăn được một lúc, khi dạ. Lâu lâu cũng xuống. Dạ. Cái lâu lâu thì lên chay. Lớn dùng Mỹ. Chưa lớn luôn á. Dùng Mỹ luôn á nè. Cái dầu đó bên Mỹ gửi mới gửi về chồng. Gửi chồng lố dầu đó nên để chồng giúp cho bà con. Quyện nào? Con ở miền Tây Nam. Quyện kìa, quyện nào? Quyện ở thành phố Vĩnh Long hả? Thành phố luôn hả? Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hả? Thành phố Vĩnh Long, phường Năm. Vậy là cái quyện là thay vô cái thành phố nào? Không có quyện, thành phố chứ không có quyện. Trung tâm thành phố nó mới quận. Còn ở xã là quyện đó, là cái đó là ngoài. Ở ngoài thành phố cũng như nông thôn mới gọi là quyện, xã. Đây cũng gỡ giống đến bà con trên cộng đồng mạng là bây giờ thì nói những cái câu giảng cái thầy sẽ hiểu hết trơn các bà con ơi. Bây giờ để tôi nói lại cái giai đoạn này cho bà con mình kinh nghiệm nha. Nhiều khi á, tại sao mình bệnh? Tại sao mình bệnh là tại vì mình không có tu cho nên mình mới bệnh. Bởi vì Đức Phật đã chỉ cho mình từ lâu rồi, ráng tu, ráng giữ giới đi.
là không bao giờ bệnh, mà chờ cho tới bệnh rồi mới tu thì gỡ ra khó chẳng thăng nhưng phải dễ đâu. Ví dụ như mà người ta phạm vô là người ta không giữ giới, nhưng người đời đó người ta bệnh rồi, mình giải cái bệnh như thế nào chú Tư? Giải được nhưng mà nó lâu vậy. Dạ, thì sẽ nặng nhẹ hả chú? Ừ. Thì trong đó Đức Thầy có chỉ đó là rủi ốm đau bởi tại căn tiền đó, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Rồi bắt đầu nè, phải ăn năn, kể từ đẹp tới phải ăn năn nha. Rồi phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giái Phật trời. Rồi kể từ đây sắp tới nữa nè, nguyện sửa lòng, sửa cái lòng cho ngay thẳng lại nha. Nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống đức rộng từ bi hỷ xã. Từ từ nó mới hết nha, chứ đừng nói sao bây giờ tôi tu rồi mà 3-4 ngày nay sao thấy không hết bệnh hết trơn. Mới tu 3-4 ngày sao hết được. Chủ yếu là mình sửa cái tâm mình đó nha. Sửa cái tâm mình làm sao là cho nó thanh tịnh, nó trong sạch, không còn ghiền, không còn nhiễm, không còn mê gì nữa trơn, là cái công đức mình nó mới lớn nha. Còn mình niệm Phật mà cái tâm mình nó còn ghiền, còn nhiễm, còn dính đầu này đầu kia đó là thì mổ xẻ ra luôn đi cho chú. Là niệm Phật như vậy là nó không có phước đức nhiều. Ví dụ như ghiền nhiễm gì đó thì mổ xẻ ra luôn đi, sẵn cộng đồng mạng đây nè. Ghiền nhiễm danh lợi tình rồi đó. Thì tối ngày thì mình chỉ có nhiêu đó chứ gì. Tối ngày thì chỉ có danh lợi tình với tham sân si mà có nhiêu đó. Đó, nếu mà ai mà trừ được cái đó. Trừ được cái đó là tất nhiên là người đó giải thoát. Cho nên sống ở trên đời này nói bà con mình nghe, toàn là giả không à, không có cái gì thiệt trơn á, đừng có mê. Cho tới sắc thân này cũng là giả, mượn người ta, rồi mới chiều người ta lại ta đòi phải trả cho người ta, chứ không phải là sắc thân của mình. Rồi mình tiếc cái gì đó, mình mượn người ta mà mình tiếc, rồi mới chiều đau cái bắt đầu sợ chết rồi, rồi chút nữa chết cái bắt đầu sợ nữa. Mà sợ giống khỏi không sợ. Như chú á thì chú có tu hành lâu rồi, chú hiểu được đạo, chú không sợ chết. Nhưng mà người ta mới vô tu cũng như con cũng mới vô tu thì có tính từ năm nay con cũng sợ chết. Thì mình phải nhận thức được cái chuyện chết thì chú sao cũng phải chết hả chú? Đấy. Cho nên kể từ đây sắp tới đó là mình phải mở cái trí huệ ra rồi mình sẽ nhìn thấy là tất cả đều là giả không à. Không có gì thiệt chứ. Chị mang giới vô cái nữa mới được đó chú. Cho nên giới rồi lạnh này. Cho nên mấy cái điều tôi nói đó là hết ý đó, bởi vì trong cái thời gian mà tôi tu tôi kinh nghiệm đó là hết ý đó. Mình sống ở trên đời là lý do gì mình khổ là danh lợi tình không. Cho nên tôi nói từ chi tiết để cho bà con mình rút kinh nghiệm. Từ khi cha mẹ mình sanh mình ra mình có cái quần cái áo nào không? Không có cái quần cái áo gì chứ. Rồi lớn lên tại sao mình nói của mình là sao? Nói hết ý luôn cho bà con nghe đó. Lớn lên rồi mình được cái quần cái áo, mình nói cái quần cái áo của mình. Rồi có thằng chồng đó, mình nói thằng chồng đó của mình, ai gớ vô không được. Yeah. Hoặc có anh vợ nói vợ đó của mình, ai gớ vô không được. Cái đó là gọi là tham sân si đó. Chứ cái vợ của con rõ ràng vậy mà chú nói không phải của con thì chú phải giải thích ra chứ. Nếu phải thì chút nữa chết sẽ không dẫn theo bỏ lại chi vậy. Chú có diễn đáng vậy mới được chứ, chú nói chuyện sâu quá, chú con hiểu. Con chồng cao con cứ, chú quỳ lại muốn chết mà chú nó không phải của con. Để kể một chuyện ngắn ngắn nghe nha. Hồi xưa có ông trưởng giả đó. Lại muốn xối chán luôn. Ông trưởng giả đó là ổng không có tu. Bà vợ thì bỏ mê đạo. Cho nên bữa nọ Đức Phật thuyết pháp cũng gần gần nhà ổng đó. Bà vợ mới nói ông ơi, tôi mắc nội trợ tôi không có đi nghe Phật thuyết được. Giò có tật nữa nè. Cho nên ông quẩn ông đi đặng ông nghe coi Phật thuyết cái gì rồi ông về ông nói cho tôi nghe chứ. Chứ tôi mắc nội trợ tôi không có đi được.
Rồi cái ông đi đặng cái bữa đó Đức Phật mới thiết cái lý vô ngã. Đức Phật nói là không phải vợ của mình, không phải chồng của mình, không phải vàng của mình, không phải tiền của mình, không phải nhà cửa đất cát gì, không có cái gì của mình hết. Không lại nó đang bóp vậy là. Dán cái tay xuống. Dán cái tay áo xuống. Thành ra khi mãn cái cuộc thuyết pháp rồi, bắt đầu ông ra đường, ông về, mà ông về, ông vừa đi mà ông vừa cừ. Ông nói Đức Phật nói gì là sai rồi. Vợ của tôi đây mà tại sao Đức Phật nói không phải là sao? Rồi tôi là tiền vàng của tôi đây mà Đức Phật nói không phải là sao? Thôi bà nghe đi chứ tôi không có tin rồi. Đức Phật nói gì là tôi không chịu rồi. Bà vợ thì bà biết, bởi vì bà hiểu sâu bà biết. Cho nên bà cũng không nói. Bà cũng không nói, cái bắt đầu thời gian trải qua, cái bắt đầu tới ông già. Ông già ông vố cái mục ngay răng chỗ này. Vố mục ngay chỗ này nó ép ông nghẹt thở, lúc đó ông kêu vợ ơi tiếp. Vợ nói ông làm gì nặng tôi tiếp được chứ ông đau sao tôi tiếp được. Rồi lúc đó ông mới nói vậy là vợ giả. Lúc đó biết được là vợ giả thì rồi. Rồi mới kêu con ơi tiếp qua. Thì con nói ba đau sao con tiếp được. Mặn gì nặng thì con tiếp được chứ đau sao tiếp được. Ông nói vậy là con giả nữa. Rồi ông trưởng giả mà ông giàu lắm. Ông nói vàng ơi tiếp tao vàng ơi. Tiền tiếp tao tiền ơi. Thì tiền vàng nó nằm trong tủ làm thinh. Cho nên lúc đó mới biết giả, thì cho nên Đức Thầy mới nhắc lại, hiện giờ nhắc lại cho mình nghe đó. Là biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa sạn kéo vào quan. Kéo vào quan là vô hầm đó. Rồi hết tu. Cho nên nói cho bà con mình rút kinh nghiệm nha. Chỗ nào lại bằng cái giới giùm ngay. Là trên đời này không có cái gì của mình trơn nha. Ai có lấy cái gì của mình bỏ đi. Bởi nhiều người nói vợ của tôi, con của tôi. Sao không xuống âm phủ mua cái nền nhà với xây cái nhà đúc dưới sẵn đi, rồi chút nó chết rồi dẫn đi dưới ở. Bỏ lại chi à? Giờ để chụp vô hình nha. Chụp vô hình đang chú chuyển linh xa, điện linh xa qua cho nha. Chỉ cho con là tới hai môn lần đó. Một là chuyện năng lượng, hai là thuốc nữa nha. Thì chú Tư cho con hỏi một hai câu cái kết thúc chương trình. Thì con cũng nghe nói linh xa này cũng nhiều lần rồi nhưng mà cũng chưa có được phỏng vấn chú. Thì linh xa là cái gì vậy chú? Cái linh xa này đó là nói cho bà con mình biết đó, là cái người không hiểu đó là người ta nói mình tà. Nhưng mà sự thật đây là về bên thần thông của Phật học. Là cái môn này là cái môn đặc biệt. Cho nên sau này đó, sau này mà khi mà cái nguyên tử mà nó nổ ra đó, thì cái thuốc tây không còn xài nữa được. Cho nên là chỉ dùng cái môn này thôi, chứ không còn môn nào nữa hết. Con có nghe nói thì thời gian gần đây chú cũng có thực tập vô cái hầm của chú, đúng không chú? Ừ. Và chú cũng có thể chia sẻ cho bà con, tại lúc này chú cũng chưa nói. Thì cái môn này đó là nói cho bà con mình biết đó là trị bệnh là rất hay luôn. Không cần thuốc, nhưng mà cái thuốc đó là để mình làm cái bằng chứng vậy thôi, chứ nếu không có thuốc thì nhiều người ta không có tin đó. Cho nên để chú chụp cái hình cho con lại rồi để sáng một lần chiều một lần là để chú truyền cái linh xa qua cho con mau hết bệnh. Rồi ở dưới cũng nhớ ngồi niệm Phật nha, 5 giờ sáng 5 giờ tối là chú truyền cái giác đó đó nha. Gắng ngồi niệm Phật, rồi khi mình niệm Phật đó là mình sẽ buông bỏ hết tất cả, thả cái tâm trống không nha. Là nó mới hết bệnh nha. Rồi ngồi tự nhiên đi.
dưới 5 giờ chiều, 5 giờ sáng ngồi niệm Phật 1 phút đồng hồ thôi. Yêu cầu 1 phút rồi, rồi trên này chú truyền điện xuống cho. Rồi, để kết thúc chương trình trong cái clip hôm nay, để xin cầu chúc cho quý vị về nhà được mạnh khỏe, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Và mong quý vị nhờ phủ quyền ân trên Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho quý vị được tâm trí thông minh sáng suốt, đặng tu tánh, tu ta tinh tấn cho tới ngày thành công viên mãn nha. Vậy xin chào quý vị, chia tay nha. Ai ở không dọn.